thì hiện tại Nhi đang có mặt tại Cook's House, ở nơi đây thì chuyên các loại xe nhập khẩu độc lạ và số đẹp. Hôm nay Nhi muốn giới thiệu đến các bạn một mẫu xe rất là độc lạ đang có mặt tại Cook's House, đó chính là SH Vesho nhập Ý 100% nha các bạn. Ngoài cái việc đặc biệt đó là xe này được nhập từ Ý và sản xuất tại Ý luôn nha các bạn, thì cái điều mà đặc biệt nhất của xe này đó chính là cái dàn áo trong suốt này. Nhờ vào những cái hạt thủy tinh này nè mà khi ra nắng nó sẽ ánh lên như là một viên ngọc lục bảo thật sự. SH Vesho này toàn cầu chỉ có 700 chiếc thôi, và phiên bản 150 có 500 chiếc và phiên bản 125 sẽ có 200 chiếc. Sự thiết kế của Honda rất là tinh tế nha các bạn. Như những cái điểm như đây thì chúng ta thấy là nó trong suốt trông rất là đẹp. Nhưng riêng về cái dè trước hay là cái lườn dưới này thì họ không làm trong suốt, bởi vì đây là những chi tiết nó rất là dễ dơ, nếu mà mưa gió hay này nọ thì nó sẽ nhìn không có còn đẹp mắt nữa. Honda cũng chú trọng luôn vào những cái chi tiết nhỏ ha các bạn. Như các bạn thấy thì cái đường chỉ may trên yên xe này nè cũng được sử dụng màu xanh ngọc lục bảo luôn nha các bạn, rất là tông sạc tông với lại cái dàn áo của nó ha. Tại Cup House nha các bạn có đầy đủ các phụ kiện trang bị cho SH Vesho và nó nhập hoàn toàn từ Ý nha. Chẳng hạn như là kính chắn gió nè, và hai ốp bảo vệ tay lái, thùng sau, và thùng sau này là được mở bằng điện. Tất cả các bộ phụ kiện này được nhập hoàn toàn tại Ý. Theo như Nghi biết thì lô hàng tháng 10 này về hầu như là đã có chủ rồi, và cái phiên bản này là phiên bản giới hạn, lô hàng tháng 12 vẫn còn rất là ít, nên là các bạn muốn sở hữu thì hãy đặt cọc ngay bây giờ nha. Bây giờ Nghi và cùng mọi người sẽ lái thử SH Vesho phiên bản Limited được nhập từ Ý này nha.